mời lớp 12 hai chuẩn bị. Có nhiều lúc con người ta quên đi những giá trị tích cực của cuộc sống. Có lần bất chợt con được nghe một bài hát với giai điệu và ca từ sâu lắng, giàu hình ảnh như một câu chuyện cảnh cảm xúc từ người thầy. Nó đã khơi dậy trong con những nỗi niềm khó tả. Người thầy trong bài hát thật bao dung, rất hy sinh vì cái học trò nhỏ. Con bắt gặp những người thầy, người cô của mình trong hình ảnh bình dị ấy. Con bỗng nhớ đến câu hát vui ngày xưa của mẹ. Sang sông
là phần trình diễn của các bạn đến từ tập thể lớp 12A2. Sau phần trình diễn